quá thân mến, chúng ta đang chứng kiến những giây phút vô cùng thiêng liêng khi mà LEC đã bước sang năm thứ năm và sẵn sàng đón chờ những thử thách và sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách để vươn tới thành công. Tí là cũng mà hơn một đời sinh viên thì dũng cân và gần một đời sinh viên chưa ra trường hôm qua. Thật sự là rất nhiều cảm xúc. Cho đến ngày hôm nay thì anh thấy là rất tự hào vì tất cả các em. Thứ nhất là tự hào về những cái gì mà các thế hệ đã trải qua, tâm đắc cho câu lạc bộ đến ngày hôm nay. Thứ hai là tự hào về những gì các em đang trình diễn, đang show ra rất tuyệt vời. Và hy vọng trong thời gian tới với sự dẫn dắt của chị Linh cũng là các anh chị đang là ban điều hành câu lạc bộ LEC, em tiếp tục có những động lực lớn nữa để chúng ta chinh phục tiếng Anh, một ngoại ngữ thứ hai, một ngoại ngữ thứ hai của Việt Nam. Và hy vọng trong thời gian tới thì chúng ta sẽ hội nhập sâu và rộng hơn nữa để đưa các em đến một cái chân trời có được cái nền tảng tốt, có được cái bước tiến đến nào tương lai thành công hơn nữa. Một lần chúc mừng riêng câu lạc bộ, chúc mừng các em. Thực sự là trong lúc này thì rất là hồi hộp. Cũng không nói gì đầu tiên thì các em tắt lên cái nhạc. Thì đúng ra anh là người gắn bó lâu nhất. Kể cả anh Trình ở đây luôn. Anh Trình cũng không thể nào mà gắn bó lâu với anh được. Tại bởi vì là anh từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ gần như là không phải là chưa ra thì là anh là người gắn bó sâu nhất và là người hiểu rõ từng ngày phát triển của LEC. Và thực sự là như thế, không phải chém đâu, thật luôn, không phải chứng minh nữa. Và anh chắc chắn giai đoạn này là giai đoạn phát triển rực rỡ nhất, kể cả giai đoạn của mấy em mình cũng không bằng rồi ạ. Thật sự là như thế. Và đây là một cái thành quả rất là đáng tự hào của ban lãnh đạo hiện tại MC. Và cũng là, thực ra cũng là tích lũy từ vốn có, từ kiến thức từ canh trước truyền lại, thì các em cũng đã có được những thành quả rất là tốt, và tốt hơn canh rất là nhiều. Và hôm nay anh đến đây cùng với canh và các chị cựu thành viên thì anh cũng chỉ chúc cho LEC của chúng ta luôn luôn phát triển, luôn luôn là một nơi làm gia đình với tất cả các bạn sinh viên yêu thích tiếng Anh. Xin cảm ơn mọi người. Anh nghĩ là một câu lạc bộ LEC, một cái nơi luyện luyện tiếng Anh tốt như này thì không có lý gì chúng ta không cùng giới thiệu cho những người bạn bè của mình cùng tham gia ngôi nhà tiếng Anh LEC trong thời gian tới. Và thực sự bây giờ khi mà các anh chị ra trường rồi, mặc dù ấy không còn trực tiếp tham gia nữa nhưng mà luôn luôn dõi theo các em, cái follow luôn luôn follow theo một fanpage cũng như là cái nhóm của chúng ta xem các em phát triển. Tuy nhiên là anh rất muốn là thời gian tới các em có thể là đưa nhiều những hình ảnh hơn nữa, các cái video hơn nữa để các anh biết cập nhật được cái tình hình hiện tại rõ hơn. Bởi vì như hôm nay nếu không xem video thì cũng rất là khó để biết rằng là hôm nay là hiện tại câu lạc bộ đang hoạt động như nào và địa ra sao, cuộc sống thế nào, đúng không ạ? Cho nên là mong thời gian tới, thứ nhất là bằng cái tâm huyết của tất cả các anh chị ở đây thì anh muốn các em hay mạnh dạn giới thiệu cho những người bạn của mình, bởi vì tiếng Anh là một ngôn ngữ rất quan trọng. Sau khi đi làm rồi hầu như 99% sẽ hối hận vì tại sao thời gian hồi sinh viên không học thì anh hiểu hơn nữa. Đấy là các anh ở đây chia sẻ rồi, và kinh nghiệm bây giờ thì thực ra là anh cũng chia sẻ là anh
sau thời gian tâm huyết ở SDC, nơi đã chấp cánh cho anh cái tình yêu SDC cộng với tình yêu tiếng Anh, cộng với tình yêu quê hương Nam Định, thì anh đang làm ở cái trung tâm tiếng Anh ở Nam Định. Và cũng rất là tâm huyết với tiếng Anh nhiều hơn nữa, cho nên là cực kỳ hy vọng trong thời gian tới anh em tiếp tục xây dựng được hình ảnh SDC cũng như là phát triển được tiếng Anh của mình. Xin một lần nữa cảm ơn tất cả các em. Mình làm bên mảng truyền thông của sự kiện, thì hiện tại thì mình vẫn đang làm bên mảng truyền thông của sự kiện của một công ty phần mềm tiếng Anh, và hy vọng là nếu mà câu lạc bộ mình mắc phải hay là khó khăn gì về cái vấn đề truyền thông hay là làm sự kiện nội dung truyền thông ấy, thì mình có thể hỗ trợ được. Mình vẫn dõi theo các bạn ở trong các group. Cô giáo tiếng Anh ạ. Xin chào tất cả mọi người. Thì mình chắc ở đây thì chắc các bạn cũng không biết chị là ai, bởi vì chị ra khỏi ao của câu lạc bộ cách đây chắc là tầm khoảng 2 năm rồi. Nhưng mà sinh nhật năm nào thì được trở về tham dự cùng với câu lạc bộ thì chị đều cảm có những cái cảm xúc rất là riêng của mình và khá là xúc động, bởi vì trước đây thì chị là một thành viên của SDC, khi mà SDC cũng chưa được phát triển như bây giờ. Và cái điều mà ngày hôm nay chị muốn chia sẻ với mọi người đó là nhờ có SDC là những cái viên gạch nền móng đầu tiên để cho chị có thể cải thiện được tiếng Anh. Và ngày hôm nay khi mà trở lại đây thì bây giờ chị hiện đang là một cô giáo tiếng Anh, và chị cảm thấy rằng là những cái gì mà chị học được từ SDC